Chương trình Camera Giấu Kín hôm nay sẽ thực hiện một tình huống bắn báo dạo rất đặc biệt, và nhân vật và vai người bắn báo lần này là Adrian. Bao đây, bao đây, ai mua bao đây? Công việc bắn báo thì phải cầu lên suốt cả ngày, đi bộ rất nhiều, lại phải dậy rất sớm. Hôm nay 5 giờ sáng mình dậy để lấy báo. Dù sao công việc này cũng hay phết, bởi vì có thể gặp rất nhiều người buồn chuyện, hơn nữa có thể đọc báo miễn phí. Thế các bạn hãy bắt đầu bắn báo cùng với mình nhá. Bao đây, bao đây. Để chuẩn bị cho công tác bắn báo, 5 giờ, Adrian có mặt tại phố Đình Lễ. Chợ báo Hà Nội, nơi cung cấp báo chí cho các tỉnh thành phía Bắc đã tồn tại được hơn 20 năm nay. Hàng ngày, có gần 100 người làm việc cho các quầy báo ở đây. Ai cũng hối hả chuẩn bị các loại báo để phân phối cho đại lý. Dường như không ai để ý tới sự xuất hiện của anh chàng Tây đi mua báo cả. Nhiều người từ chối không bán cho Adrian, vì thế phải tới hàng thứ 5, Adrian mới mua được các loại báo cần thiết cho chương trình. Hàng đã nhập xong. Adrian cẩn thận sắp xếp lại chúng và trở về địa điểm tập kết. Trước giờ bán báo, 8 giờ sáng, ekip thực hiện chương trình đang cài đặt máy móc và thiết bị âm thanh cho diễn viên. Mọi công việc đã chuẩn bị hoàn tất. Những gương mặt nhìn ngó, thích thú, mỉm cười. Mọi người thấy kỳ lạ, chỉ trò. Tất cả họ đều có ấn tượng tốt về anh chàng bán báo thân thiện này. Chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của họ. Thấy hơi lạ vì lần đầu tiên gặp một người nước ngoài đi bán báo. Rất là thú vị và bất ngờ. Rất là có ấn tượng. Thì tôi thấy là rất là bị ngạc nhiên. Anh thấy thì đấy nó cũng bình thường thôi. Thấy nó ngộ ngộ hay hay. Mình cũng thấy rất là bất ngờ. Em cảm thấy anh là một người rất thân thiện. Anh nói tiếng Việt là khá là trôi chảy. Dễ nghe và cởi mở. Nói chuyện cũng rất là dễ mến ạ. Ai mua báo đây? Các anh mua báo không? Tại sao? Có cà phê, có thuốc lá thì phải có báo thì mới hay. Có một cơ hội thôi, mua báo Tây. Em không chém đâu. Có nhiều người sẽ chém. Rất rẻ và có rất nhiều loại. Chắc chắn sẽ tìm được một tờ nào đó hợp lý với anh. Có bóng đá, có thể thao, có tuổi trẻ, có tiền phong. Tiền phong à? Ok. Cho họ một tờ bóng đá. Cho em một tờ mua bán. Bóng đá à? Thế em phải xem. Bởi vì sếp sẽ bảo là không thể giảm giá. Bóng đá là 6.000 thôi. 6.000 à? Vâng. Thế học gì mà lại đi bán báo thêm thế này? Học về tiếng Việt thôi. Đi này là nói được nhiều đấy. Cà phê không? Mời anh đi cà phê. Ôi, nhưng mà em phải đi bán tiếp bởi vì vậy mở hàng thế
còn rất nhiều báo ở nhà phải đi bán. Cảm ơn anh rất nhiều nhá. Chúc chị non miệng. Vừa mở hàng, nếu mà sẽ có nhiều khách hàng như anh thì không phải đâu, tiền mới chứ. Dịch vụ tay là dịch vụ có chất lượng cao mà. Các bạn mua bà không? Mình đánh giày. Thì sao? Đánh giày thì cũng nên biết cái gì đang xảy ra trên thế giới mà. Anh ơi, mua bà không? Đây rồi, báo đây rồi. Ôi, nhưng mà bao bằng giấy. Báo này hay hơn. Không phải đâu, nhưng sẽ bị đau mắt. Tiên phòng có một bài báo rất hay về giao thông Việt Nam, về giao thông Hà Nội. Thế anh chú mà sống ở Hà Nội thì cũng nên biết, nên tìm hiểu về giao thông. Mặc dù chú sống ở đây và biết rất nhiều rồi. Vâng, đó là lựa chọn rất tốt. Báo tay có một không hay. Kinh tế đi xấu thì phải bàn báo thôi. Muốn chụp ảnh thì phải mua báo thôi. Gì? Mua gì thì cứ mua, nhưng phải mua bóng đá. Em gửi và xin 6.000. Vâng, đừng lo, không chém đâu. Em xin, cảm ơn anh. Thế em đi làm tiếp, hôm khác gặp nhau nhá. Chàng này so với những người bán báo dạo khác nhau như nào? Có sự khác nhau đó là em thấy cái phong cách làm việc như người Việt Nam chỉ mời chào anh chị ơi mua báo không ạ, nhưng mà anh lại tiếp thị theo một cách khác, đó là tôi có rất nhiều loại báo, như báo này bạn có thể mua giúp tôi không ạ. Anh rất khéo léo và cách làm việc đó là khiến cho người Việt Nam mình rất thú vị và cuốn hút, đồng thời người Việt Nam mình mua báo sẽ nhiều hơn, còn chuyên nghiệp hơn những người bán báo Việt Nam nhiều. Chuyên nghiệp hơn như nào ạ? Và cái cách tiếp thị của anh đấy, cái cách tiếp cận cái người mua nó rất là chuyên nghiệp. Cái mục tiêu, mục đích của người ta nó khác cái mục đích của người Việt Nam. Người Việt Nam mình chủ yếu là để mục đích là sinh nhai. Nhưng mà đây nó mang tính chất là để đi học hỏi thực tế chứ không phải là chủ yếu là sinh nhai. Thật sự cái ấn tượng đầu tiên khi mà cậu ấy bước vào quán thì cái cách làm việc và cái cách nói chuyện khá lịch sự. Và người ta đạt được một mục đích, người ta là bán báo, nhưng mà nó không như kiểu những người bán báo Việt Nam là kiểu rất là xô bồ và gần như là ép người ta mua. Mà đây có một cách thuyết phục rất là hay để cho người ta mua được một cái tờ báo. Bình thường ra người ta giao cái của người ta nó có cái mức độ nó quyến rũ. Em thấy nó có cái gì nó thật thà, nó ấy hơn, nó khác. Chân thật, nó kiểu bán tính chất không phải là như người Việt Nam bán. Người Việt Nam bán mình tính nó khác, nói nó khác. Làm cho người mua ấy, như là em chẳng hạn, rất là muốn mua. Trong nhà gọi mua. Khách ở trong nhà. Ok. Đại học Bách khoa Hà Nội, 12:30. Mua bao nhá. Anh mua bao không? Anh mua không? Có rất nhiều loại, chắc chắn sẽ tìm được một loại phù hợp với anh. Em mua bao không? Đấy. Mua bao không, các bạn ơi? Sao? Không được báo thì sẽ không biết cái gì xảy ra trong thành phố của mình. Ủng hộ mình một tí, mỗi người một tờ thì mình sẽ có đủ tiền để mua cháo. Em có an ninh thủ đô bóng đá mua bán bóng đá. Thế là an ninh thủ đô là 4.700, thế là 5.000. Hoặc là nếu anh muốn ủng hộ sinh viên nghèo, thế là 6.000. Ok. Thể thao không? Thể thao có. Chờ thì anh bán thế này mình chia đẩy thể thao. Nhưng mà em chưa chuyên nghiệp. Đấy, anh thể thao. Thể thao
có bóng đá không? Ờ, đã có nhưng mà bây giờ thì chưa hết rồi đúng không? Hết chưa lấy rồi. Đúng không? Mấy tiền đấy? Ờ, thế thảo là 5.000. 5.000 đô. 5.000 đô, ok. Nếu mà anh có thì chia sẻ với em nhá. Ở đây có thể trả đúng giờ là 5.000 hoặc là trả từ tâm 55 của bạn đấy. No, 45 thôi ạ. Hmm? 45. 50 45. Trừ đi 5 là 45. À, đúng rồi. Đây bị lừa nhiều rồi. Các bạn ơi, mua bao đi. Cô gái xinh phải hiểu biết về cuộc sống, về thế giới. À, lạnh lùng quá. Anh có tặng không? Không, không tặng. Tặng anh một nụ hôn thì anh tặng báo. Mua bò không? Mua đi. Dễ mà không bị chém. Mình không chém ai cả. Muốn chụp ảnh, muốn quay phim thì phải mua một tờ. Tờ nào? Thế thảo thanh niên mua bán 4.000 nhá. Mình bán siêu rẻ. Chào bạn. Ủng hộ mình mua một tờ báo nhá. Một tờ thôi. Mình không mang tiền. 4.000 thôi mà. Thật sự là mình không mang tiền. Ok, thêm một nụ hôn cũng được. Sao lại không? Cảm ơn bạn. Ôi. Anh còn báo để học tiếng Việt đúng không? Ừ. Cảnh sát, cái tờ màu da cam. Ok. Anh ấy tiếp thị nói chung là rất cảm giác là thuyết phục ạ. Khi mà nói chuyện với anh ấy có rất cảm giác là muốn mua. À, thứ nhất là trang phục ạ, bởi vì trang phục của anh ấy rất đặc biệt. Em thấy ấn tượng nhất là ở cái cách tiếp thị của anh ấy đó. Nó là rất là gần gũi và độc đáo nữa. Dạ, em cũng nghĩ cũng nên làm đối với sinh viên Việt Nam ạ. À, mình thì nếu bán báo vậy có thể kiếm thêm được thu nhập ạ, để tiếp tục học tập ạ. Khi hạ màn kết thúc, ai cũng ngạc nhiên khi biết đây chính là một tình huống vui của chương trình. Ngoài niềm vui, sự ngạc nhiên, thích thú, mọi người còn chia sẻ suy nghĩ của mình về nghề bán báo dạo. Ở đâu cũng vậy, con người ta đó tìm cho mình một cái việc làm đó là chân chính, để mà mình có một cái thu nhập chân chính đó thì không có gì là xấu hổ cả. Công việc rất là đàng hoàng mà không có phải xin ai bao giờ cả. Cũng như mọi công việc khác, cũng như tôi đi làm, các anh đi làm thôi. Xã hội thừa nhận. Theo tôi thì tất cả mọi việc làm mà không phải là phi pháp thì đều là tốt, mà phục vụ nhất lại là phục vụ cho cái bản thân mình là kiếm sống hoặc là làm để phát triển thêm cái nguồn kinh phí cho mình hoặc là cho gia đình, thì cái đấy là rất là tốt, không có cái gì ảnh hưởng mà không có cái gì là xấu xa cả. Bán báo cũng là một công việc mà anh không nhầm thì cũng có nhân vật, nhưng có những nhân vật nổi tiếng ở Mỹ cũng đã từng đạp sinh lô ở Việt Nam. Bởi vì đây nó là một cái hình thức mà đi học thực tế. Tức là qua cái việc này không phải là chỉ bán báo là lấy mấy đồng thì uống cà phê như bạn nói đùa, mà là học. Đây là học cả ngoại ngữ. Không có tờ báo nào xuất lại cả. Mình cũng có duyên về việc bán báo nha. Nhưng bây giờ mình rất mệt, về nghỉ thôi. À, quên về một điều nữa. Mình phải xem mình kiếm bao nhiêu tiền nữa. Này, 300.000 trong một ngày thôi.